vậy là đã chọn ra 3 tác phẩm. Tác phẩm của Subin tên là The Lion King. Của anh Sam, Gà Tre. Còn đây chắc chắn là Tóc Tiên nữa rồi đúng không? Nhìn kiêu hãnh không ạ? Tôi nhìn là tôi thấy khó gấp. Thưa quý vị, Tóc Tiên trong mùa giải năm nay sẽ nhận được một giải gọi là giải Lý Mạc Sầu. Là cái người mà coi như là hận cả thế giới hay sao? Lựa toàn đề khó cho thí sinh. Con này tên gì đây? Đầu hu treo tường. Ừ, tên cũng không lạ lắm. Ok. Đẹp mà. Mời quý vị cùng xem qua thiết kế đồ của Lion King. Trời. Và tôi xin mời quý vị cùng xem thiết kế đồ của Hư Lý Mặt Sầu. Wow. Thì đã là gì đâu so với thiết kế đồ của gà trống. Tôi cứ ngỡ Tóc Tiên là người ác độc nhất cho đến khi tôi biết được bên trong của nhà báo lại Giang Sơn. Xin mời ba vị giám khảo lên chấm bất kỳ trên mỗi một cái thiết kế đồ này tùy quý vị. Dựa trên sự góp ý từ sáng tác gia Hoàng Tuấn, những điểm chấm có chủ đích sẽ là một cản trở lớn với Đức Giang trong thử thách lần này. Không biết sao làm được luôn á. Em cũng thấy vậy. Càng về góc và những cái phần mà càng hẹp thì có lẽ là nó sẽ là những cái khó để bạn ấy có thể tính toán ra được. Ok. Cả ba giám khảo là những người không biết gấp giấy, không biết gì về origami và thiết kế đồ. Vì vậy họ rải điểm rất là ngẫu nhiên. Và cái sự ngẫu nhiên đó nó mang đến độ khó cho cái đề bài. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Mì ba miền tôm thu cây, bảy nước cốt đột phá. Tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Sau khi chấm, nó sẽ ra như thế này. Đây là của con gà. Và đây là của bạn Hưu. Wow. Thì thưa quý vị, cứ trên một cái mặt này, dựa trên những cái chấm này thôi. Anh Nam con. Hiện tại thì ở trên thử thách này chúng ta đang đánh dấu mặt A và mặt B. Bây giờ để cho ứng viên sẽ cần phải tự suy luận xem là cái mặt nào là mặt ở phía bên trong mà mặt nào là mặt ở phía bên ngoài. Cho nên tôi đề nghị là mình sẽ xóa luôn cái mặt đánh dấu là A và B đi. Ủa chưa đủ khó hả anh Nam? Đây là diễn đàn, đây là sân chơi của siêu anh trí tuệ. Anh Nam mới là Lý Mặt Sầu chứ với em đâu nha anh Thành. Anh Nam muốn vậy chiều anh Nam luôn. Chúng ta sẽ xóa đi A và B. Bạn phải tự nhớ đúng không ạ? Dạ vâng. Nguyện vọng của anh Nam đã được hoàn thành. Và bây giờ mời bạn. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Đón xem Bếp Vui Bùng Vị lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Duy nhất trên VOD trọn vẹn và độc quyền những bí mật siêu hot Hoa hậu Việt Nam 2020 Chu Beauty, vẻ đẹp đích thực. Phát sóng độc quyền trên VOD 23 giờ thứ tư và thứ năm hàng tuần.